Ok, hi xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.18 tập tiếp theo. Yeah. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có đi tới cái chỗ loot kép. Và đây, mình có nhặt được rất là nhiều đồ ở đó luôn. Có hoa bầu tử nè, rồi cái cây lá nhỏ giọt lớn, rồi mấy cái cây đổ quyên. Thì trong đó thì mình cũng có đào được kim cương luôn. Và có cả sắt. Rồi tập hôm nay thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ làm một cái vườn vả mộng phát sáng mọi người à. Mình tính là tập này mình sẽ xây chuồng Axolotl đúng không? Nhưng mà có một con Axolotl à, mình xây chuồng thì nó hơi kỳ. Nuôi có một con thì nó tội lắm. Thì khi nào mà mình có hai con thì mình sẽ nuôi ha. Axolotl thì cũng dễ tìm thôi. Thì mình xuống hang tìm mấy cái chỗ mà có hồ nước á, thì nó sẽ có Axolotl. Rồi chuyện về con Axolotl thì mình sẽ để sau nha. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ tập trước là đạt được hơn 5.000 like. Thì mình mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ như vậy để mình có động lực làm thêm mấy cái tập sinh tồn khác nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt lại mấy cái lò nung này. Lò luyện. Cái lò hun khói. Cứ tưởng mắc các bạn à. Lần trước tới đó tưởng bỏ quên chứ. Đất sét rất là nhiều luôn. Thì đất sét thì mình sẽ để vô đây. Khi nào cần đổi thì mình sẽ đem qua dân làng để đổi ha. Rồi sắt nữa này, sắt kim cương. Ôi, cuối cùng cũng tìm được kim cương lại rồi mọi người à. 6 viên kim cương nha. Ở trong rương của mình còn một viên ấy. Sắt thì mình đã nung lên chưa ta? Mình nung được mười mấy cục đây nè. Còn cái đá phủ rêu này nữa nè, mình lượm ở chỗ cái rừng thông mega. Rồi khối rêu, rồi cái khối này lát nữa thì mình sẽ cần để làm cái chỗ trồng vả mộng phát sáng mọi người ạ. Còn về mấy cái lá nhỏ giọt nhỏ rồi lá nhỏ giọt lớn thì mình sẽ để sau. Rồi vả mộng phát sáng thì cần để làm cái trang trại vả mộng này. Rồi kim cương nữa hả. Bây giờ thì mình cần chế tạo lại dụng cụ các bạn ơi. Rồi đây chúng ta sẽ chế tạo một cây rìu kim cương, một cây cúp kim cương. Ui, thế là 6 viên kim cương đã bay màu. Nhanh cực kỳ. Rồi tiếp đến thì mình sẽ bỏ đồng thô vô này. Rồi sau đó mình sẽ lấy xương ra ngoài. Xương thì chỉ có nhiêu đây thôi. Lần trước mình lấy mình bón cái chỗ trang trại một ít rồi. À tập trước mình cũng có xây cái chỗ trang trại đúng không? Rồi trang trại của mình nè. Đúng rồi, quên các bạn ơi. Mình sẽ lấy sắt ra. Mình làm cái lồng đèn. Một đống hạt sắt luôn. Rồi chúng ta sẽ cần thêm than với lại que. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo đuốc nha. Rồi một đống đuốc luôn. Sau đó thì mình sẽ chế tạo lồng đèn. Easy game. 11 cái lồng đèn luôn, quá tuyệt vời. Còn dư 2 hạt sắt. Ồ, dư nhiều dữ. Ôi, mía nó mọc à. Nhanh cực kỳ luôn. Và nhiều bạn rất là thích cái shader này, cho nên là mình vẫn tiếp tục để cái shader này nha mọi người. Nói chung là cái shader này nó cũng không lắc game cho lắm, nên là mình thích. Chứ mấy cái shader kia mình cài vô nó hay bị giật lắm. Với lại shader này nó cũng đẹp mà, chỉ là nó hơi chán xíu thôi. Ôi, nhìn nó ảo vậy. Mình để cái lồng đèn ở đây mà đằng sau nước nó chá chá nhìn kỳ thiệt chứ. Nó bị lỗi đó mọi người. Để lồng đèn như vậy thì tối cây nó có ánh sáng, nó dễ mọc nhanh hơn. Mình còn hạt dưa với lại cà rốt là mình chưa trồng đúng không? Mai mốt thì có thì mình sẽ trồng sau. À, củ dền nữa mọi người ạ. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái vườn vả mộng phát sáng nha mọi người. Mình sẽ không trồng ở dưới hang nha. Mình trồng ở trên mặt đất luôn. Đấy, trồng ở trên này luôn. Bây giờ thì mình cần phải đào cái chỗ này ra. Dùng xiển đá thì nó hơi lâu. Bây giờ mình sẽ bỏ cái xiển đá này đi để mà làm cái xiển sắt. Xiển đá là lần trước mình làm tạm để mà mai phải mai mà là đào cái chỗ đất sét thôi. Nhưng mà đào có một xíu là mình bỏ à, lười quá. Dạ, và bây giờ mình sẽ đào chỗ này rộng đây nha mọi người. Đang đào thì mình phát hiện đây có một cái hang nước nè. Đấy. Không biết là ở dưới nó có Axolotl hay không nữa. Để mình kiểm tra kỹ đã. Một cái hang nước khá là tối. Cái này để sau đi. Ai mà dám xuống đó. Mình thì không có hô hấp hay là một cái gì đó để thở với nó, cho nên là bây giờ xuống khám phá nó hơi nguy hiểm. Với lại mục đích của mình trong tập hôm nay đâu phải là khám phá hang nữa đâu. Mệt lắm rồi. Trời ơi, 1.18 toàn là xuống hang không à. Đúng không mọi người? Đa số tập nào cũng thấy mình xuống hang để mai hết. Rồi, cái chỗ này khá là rộng đấy mọi người ạ. Bây giờ điều mình cần đó chính là gỗ. Đấy, nhiều gỗ một tí. Gỗ với lại cái gì ta? À, khối rêu. Gỗ bây giờ chỉ còn có 8 à. Mình kiểm tra rương cái đã. Như đây gỗ, như đây que. Rồi, đây là hàng rào, mình cần luôn. Rồi, cái gì nữa ta? Ở dưới này cũng hết gỗ luôn. Ok, lên đường chặt gỗ thôi mọi người. Đây, mình lấy cây rìu sắt này ra mình chặt gỗ nha. Khoan, chế tạo thuyền cái đã. Trong đưa mình không có thuyền đúng không? Mình sẽ chế tạo một cái thuyền mới nha. Bây giờ chặt gỗ là mình phải qua bên khu rừng bên kia. Chứ cái chỗ này mình chặt hết rồi. Lần trước chặt thì mình không có trồng lại. Tại vì mình trồng nó hơi bị kỳ á. Nhìn cái chỗ đó nó bị rậm. Trời ơi, có thuyền rồi chế tạo thêm cái nữa. Mình thiệt là quải trưởng. Ok, như các bạn thấy thì những người xem video của mình á,
chỉ có 26% là những bạn đã đăng ký kênh mình, còn những bạn chưa đăng ký kênh mà xem video mình tới tặng 73% lận. Mình muốn là cái chỗ người đăng ký của mình á tăng lên và người chưa đăng ký giảm xuống. Ấn đăng ký rồi các bạn nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh để mà mình ra video thì sẽ thông báo với các bạn nha. Đó, các bạn thấy cái cây nó không rụng lá không? Lần trước cái tập đầu mình đi chặt cây á, các bạn còn nhớ không? Mình có nói á, khu rừng bên đây mình chặt gần hết rồi, toàn là gỗ sồi không à. Chỗ đây có một cái hang này, hang nước. Mặt trời nó xuống nó cháo quá cho nên là mình không quan sát kỹ. Ấy có shader vô nó như thật á mọi người, chá mắt cái kiểu. Chứ chơi Minecraft bình thường mặt trời xuống nó không có chá như vậy đâu. Đó, mình biết là có rất là nhiều bạn muốn cài shader nhưng mà cài không được. Hôm nào rảnh thì mình sẽ để link shader ở phía dưới nha, cho các bạn biết các bạn cài vô chơi. Bạn nào máy mạnh mới cài nổi nha, bạn nào mà máy yếu mà cài cái này vô giật là đừng có đổi thừa. Tại sao shader anh cài không lắc mà em lắc vậy? Trời ơi. Tùy máy thôi nha, chứ không phải là máy nào cũng cài được đâu. Nếu mà các bạn muốn cài mấy cái shader, các bạn lên YouTube các bạn gõ những shader máy yếu cài được rồi. Trời đó người ta bày hết cho các bạn rồi. Còn các bạn muốn mà thấy cái lá cây này nó rung rung với lại cỏ cây nó rung á, thì ngày xưa mình cũng có cài một cái shader như vậy luôn. Là nó không có mặt trời chá, nước thì nó cũng có gợn sóng luôn, nhưng mà nó không có kiểu vàng vàng như vậy nè, nó chỉ có là cây cỏ rung rồi nước gợn sóng thôi, các bạn hiểu không? Ở ngày xưa mình cũng có cài một cái shader đó, nhưng mà shader đó thì mình lạc tên mất tiêu rồi, nên là bây giờ mình không tìm thấy được nữa. Mình nghĩ là các bạn lên cái chỗ shader các bạn tìm sẽ thấy cái shader đó thôi. Shader đó cực kỳ nhẹ nha, phải không có mạnh gì đâu. Máy yếu thì vẫn có thể cài được. Cài vô thì các bạn thấy lá cây nó sinh động hơn nhiều, chơi nó sẽ hấp dẫn hơn. Trời tối cực kỳ nhanh luôn, mới đi chặt cây về trời tối rồi. Mình chặt được 50 khối thân cây gỗ này. Rồi bây giờ thì chúng ta đi lấy khối đeo ha. Mình sẽ chế tạo 7 cái xương thành một đống bột xương này. Rồi lên phía trên ngủ một giấc đã. Khoan, mình có hoa màu xanh. Bây giờ mình sẽ nhuộm cái giường của mình thành màu xanh ra cho nó đẹp. Đó, giường của Gat là phải màu xanh, nhưng mà xanh kia chứ không phải xanh này. Còn về cái chỗ bục sách thì mình vẫn chưa làm thành công nha mọi người. Còn thiếu rất là nhiều khối sách luôn. Để mình kiểm tra rương thử. Không có da bò. Khi nào mình tới stronghold để mình lấy mấy cái cuốn sách về quá. Lười chế tạo quá mọi người ạ. Ok, bây giờ xuống một cái hang nào đó để chế tạo. Không phải chế tạo mà là tạo ra khối rêu nha mọi người. Cái hang nào gần nhà mình ta? Đây nè mọi người, chỗ đây là hợp lý nhất luôn á. Cách để chúng ta có nhiều khối rêu này mọi người. Đập cái chỗ đá này đi. Rồi chúng ta bỏ cái khối rêu này vô. Sau đó bón lên. Đó, kể cả đá nó cũng sẽ biến thành khối rêu luôn mọi người ạ. Ghê không? Rồi chúng ta sẽ thu thập nè. Rồi tiếp tục chúng ta bón vô. Đó, lại thêm được một đống khối rêu. Mà khối rêu này nghe tiếng nó đã lắm mọi người ạ. Wow. Cái này nó không tự ăn mòn được nha, chỉ là khi chúng ta dùng bột xương chúng ta bỏ vô á, thì nó mới ăn mòn được. Chứ bình thường nó sẽ không ăn mòn được đâu. Các bạn biết tại sao hôm nay mình nói nhẹ nhàng không? Đau họng các bạn ơi. Không biết tại sao tiêm mũi 3 về cái đau họng luôn. Tiêm vaccine á, tiêm mũi 3 là tiêm vaccine á. Rồi, mình lấy được rất là nhiều khối rêu rồi các bạn ơi. Nếu mà thiếu thì mình sẽ chạy ra mình lấy tiếp. Oh no, nó ăn mòn ở phía trên này luôn. Thôi kệ đi, nó không ăn mòn hết cái khu vực này đâu, các bạn yên tâm đi. Khi nào mình tác động vô à, nó mới ăn mòn được. Mình không biết là nên thiết kế cái chỗ trồng quả mọng nó như nào nữa. Mình phải để dành bột xương các bạn à. Để lấy được mình bón mấy cái quả mọng phát sáng đi chứ. Bây giờ làm như nào ta? Để mình suy nghĩ đã. 1, 2, 3. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt khối rêu ở phía trên cao như vậy nè. Rồi sau đó đặt lóc xuống lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ... Ôi hơi kỳ đúng không? Khoan lộn rồi. Để mình vô nhà mình chế tạo thêm hàng rào đã. Đây một đống hàng rào 42 cái luôn. Quá tuyệt vời. Quá xá nhiều luôn. Đây nha mọi người. Và chúng ta sẽ làm ở bên đây như vậy luôn. Rồi cứ thế thì chúng ta làm dài thôi. Là chúng ta đã có một cái vườn vả mộng rồi. Easy không mọi người? Tiếp tục nha, mình sẽ làm thêm 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái nữa nha mọi người. Nói chung là quả mộng phát sáng mình trồng cho nó đẹp vậy thôi, chứ thực chất là mình đâu có ăn với lại là sử dụng nó nhiều đâu. Đó, các bạn biết tại sao mình chặt nhiều gỗ rồi chưa? Nhiều đây hàng rào vẫn không đủ này. Bây giờ vô nhà mình sẽ lấy thêm đất nha. Đây, mình sẽ lấy đất ra ngoài này, lát nữa mình lắp ở phía kia. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chế tạo hàng rào. Đó các bạn thấy chưa? Mới thì hết hàng rào rồi, nhanh cực kỳ luôn. Rồi thêm 36 cái hàng rào nữa nha mọi người. Trước hết thì mình lắp cái chỗ này lại đã. Chỗ này nó bị thiếu lóc này. Rồi lát nữa mình sẽ lắp cái hang chỗ này lại luôn nha mọi người. Cái hang nước thì chắc là không cần phải khám phá đâu.
khám phá tí toàn đấy. Mình chết trong thế giới này là mình đã nản rồi, mình không muốn chết lần nữa đâu các bạn. Còn phía dưới này thì trong lúc ợp mình sẽ lắp lại hết nha, cho nó phẳng cái chỗ này, rồi mai mốt mình làm cái chỗ nuôi động vật ở phía dưới này nữa. Nhắc mới nhớ ha, chỗ này là hang nước, nếu mà mình làm cái hang ở trong này thì nó phải, mình phải cần lắp nước cái kiểu mệt thiệt chứ. Kệ đi, tới đó tính sao. Bây giờ cứ làm cái trang trại bỏ mộng trước đã, rồi xong lát nữa rảnh thì mình sẽ qua bên này mình dắt động vật về nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ rêu lên nè. Vậy là mình thiếu rất là nhiều khối rêu rồi mọi người ạ. Ok, còn thiếu một bên nữa thôi. Nhanh thiệt. Ôi, bây giờ nhìn nó giống cái vườn nho không mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm khối rêu nha. Ok, như vậy là được rồi. Lắp vô. Xong. Easy. Ôi, nhầm xíu. Rồi bây giờ thì chúng ta bỏ hàng rào vô mấy cái chỗ thiếu thôi. Ok, nó sẽ như vậy nha. Mình biết là mấy cái quả mộng phát sáng á là nó có thể dài xuống hơn nữa, nhưng mà mình làm như đây thôi, như đây là được rồi, chứ mình đâu có cần phải cho nó dài xuống để mà mình thu hoạch nhiều đúng không. Ôi khoan, cho nó đúng rồi, mình bón như vậy nè mọi người là bơ mộng nó dài thêm, còn muốn dài thêm nữa thì mình lấy bơ mộng á mình bỏ xuống phía dưới đó các bạn hiểu không. Rồi cứ lấy nhiều quả mộng cái đã. Wow, cả đống luôn. Và đây chúng ta sẽ trồng nha, mình sẽ trồng tách ra hay là trồng nối liền vô. Nếu mà các bạn muốn trồng nối liền vô thì nhớ để lại comment cho mình biết nha, là nên trồng nối liền hay là trồng tách ra như vậy. Ấy à, trời ơi, vỡ mấy quả rồi. Các bạn yên tâm đi, nó sẽ tự mọc dài xuống, mình không cần phải bón cái lần thứ ba đâu. Mới thì hết quả mộng rồi. Nhanh cực kỳ, tiếp tục thì mình sẽ bón để lấy quả nha. Yeah, thế là hết một stack bột xương các bạn nè. Mình được một stack quả mộng này. Yeah, thế là mình đã xong cái chỗ vườn quả mộng rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình cần làm gì ta? Mình còn mấy cái cây đổ nguyên này. Chắc là mình sẽ chế tạo chậu để trang trí nhà thôi, chứ biết sao giờ. Mấy cái cây đổ nguyên thì trồng lên cho nó đẹp hả? Ốc, cũng có lý ha, mà nhìn hết bột xương mất tay rồi. Ui, có vài cây nó mọc dài xuống rồi nè mọi người. Ui, có cây này mọc dài mà chín luôn rồi, nhanh thiệt chứ. Ồ, bây giờ nhìn nó giống vườn nho không mọi người. Mấy cái cây này leo được nha, đó các bạn thấy chưa, leo được hết. Còn nếu mà muốn dài xuống nữa, mình đào cái lỗ chỗ này nè, đào thẳng hàng luôn rồi cho tụi nó mọc dài xuống thì nó sẽ dài thôi. Về cái hoa bầu tử này thì mình làm cái gì mọi người, các bạn cho mình ý kiến về cái hoa bầu tử này nha. Hay là mình xây một cái chỗ, đúng rồi, chắc là hoa bầu tử này mai mốt mình sẽ làm một cái hang, không phải là một cái hang mà là cái để dành trang trí dưới hang axolotl á, mọi người thấy sao. Mình sẽ để đó ha, rồi mình sẽ cắt số axolotl vô luôn. Rồi về cái cây đổ nguyên thì mình sẽ đem trồng này. Mình còn xương không ta? Mình hết bột xương rồi các bạn à. Ngủ một giấc rồi sau đó mình dắt động vật về đi. Rồi sau đó kết thúc tập này. Tập này thì làm nhanh gọn thôi mọi người. Nói chung hôm nay mình đau họng cho nên là mình nghĩ là mình sẽ để dành tập sau làm nhiều thứ hơn. Là mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi lên đường đi dắt động vật về thôi. Mình cần đem theo lúa này. Rồi đem theo lúa để dắt. Trời ơi, trên này có 18 bó không lấy đi chế tạo à. Chén mình thiệt chứ. Dắt bò với lại là cừu về. Còn chỗ này có gà đúng không? Mình nhớ hồi nãy có thấy mấy con gà bên đây mà. Nhìn nó đơn giản đúng không mọi người? Cái chỗ vườn mở mộng này, mình sẽ cuốc cái đất để đi qua bên đó này. Đó. Rồi, cuốc như vậy nha. Cuốc ở chính giữa. Rồi, bên đây cũng vậy luôn, cuốc ở chính giữa hết. Làm một cái đường đất để đi á mọi người, nó sẽ đẹp hơn. Đó, thế là xong rồi mọi người. Wow, nhìn ok hơn không? Yeah, nó sẽ như vậy nha. Và đợi tụi nó, không phải đợi tụi nó. Đợi mấy cái cây nó chín hết á thì ánh sáng nó sẽ ngập hết khu này, nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên cái khu vực kia để chở tụi bò về. Hơi khó khăn xíu. Ok, mình đã qua bên xong rồi. Bây giờ thì tìm bò với cừu. Chết rồi. Sao mình thấy khu vực này tụi bò, tụi cừu. À đây, tụi cừu vẫn còn. Ủa sao mình nhớ mình giết cừu bên đây hết rồi mà ta? Sao còn đông vậy? Nhìn nè mọi người, còn đống cừu luôn. Cừu đen với lại cừu trắng rất là nhiều. Thì chỉ dắt được một con thôi, chứ làm sao dắt cách lóng này. Phải chi mình có dây là mình đem từ đây về nhanh rồi. Hay là mình để sao ta? Các bạn thấy sao? Hay là mình tới cái rừng Slam. Không phải rừng Slam mà rừng Slam bên Yên Làng á. Mình đợi trời tối mình tiêu diệt Slam đi mọi người. Thôi bây giờ cứ dẫn tạm một con nha. Rồi khi nào mình có dây thì mình sẽ qua bên đây mình dắt nhiều hơn. Và dắt một con thôi, chứ cái thuyền làm gì chở được hai con. Rồi tạm thời dắt em cừu trắng này về lên thuyền. Đó, đi buôn động vật các bạn à.
Yeah, mình đã chở được một em cừu về nhà rồi mọi người ơi. Lâu lắm rồi mới có cái vụ chở động vật về. Đây là cái vườn vả mộng của mình nha. Đó, nhìn đẹp chưa? Nhìn nó đơn giản đúng không mọi người? Nhiều bạn bảo là chắc là anh Gas sẽ làm cái vườn vả mộng phức tạp lắm. Không đâu, đơn giản như vậy mà đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua bên dân làng. Mình sẽ đem một cái máy cắt đá đi, các bạn biết mình làm gì rồi đúng không? Và đó trao đổi em video các bạn à. Đây, mình sẽ vô trong rương lấy quả cầu đất sét ra ngoài. Với lại là, ủa, quả cầu đất sét trao đổi với ông nào ta? Máy cắt đá đúng không? Máy cắt đá đây nè, đem vào luôn. Trao đổi xong mình đập ra mình đem về lại thì không sao hết mọi người à. Tại vì ổng giữ nghề mất tiêu rồi. Ồ, mình phát hiện dưới nước có một cái hang nè mọi người. Ui, ui, nó sâu, lên trời lại mọi người à. Hang nước nó nguy hiểm quá à. Hello dân làng, còn làm ở đó không ta? Cái rương trống không. Rồi, mình sẽ để mấy cắt đá ở phía trên cho ông học nghề. Ông nào học nghề vậy? Trời ơi, cái ông kế bên không học. Rồi cái ông đi xa ông lại học các bạn à. Ủa, không học luôn. What? Học trao đổi với tôi mà còn chê. Đây nè, xuống đây. Rồi, đã học luôn. Dạ, yeah, 10 quả cầu đắt xét mình được một viên. Thế là giàu to. Ui, cái gì vậy? Hết hồn à. Rồi, 20 cục đá thường mình được một viên này. Ui, bây giờ một viên emerald đổi được 10 viên gạch đó mọi người. Xịn không? Ôi, tiếp tục đổi nè, ngon. Ui, giàu rồi mọi người ạ, 32 viên rồi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ tới loot kép để làm giàu các bạn à. Làm giàu cực dễ. Rồi, hết đổi rồi. Rồi, mình xin lại cái máy cắt đá nha, thank you. Tiếp tục đổi nè, đó. Rồi, hết quả cầu đặc xét luôn, được 47 viên emerald. Rồi, để ông lên level này. À, một emerald đổi được 4 khối thạch nhũ á. À, đúng rồi ha. Nhắc về thạch nhũ mới nhớ là mình chưa có làm cái hang thạch nhũ các bạn à. 10 đá diorite mình đổi được một viên này. Ồ, mai mốt tới dân làng tiếp tục làm giàu nha mọi người. Làm giàu cực dễ luôn. À, và đây còn một đống lúa mình chưa lấy nè. Quên mọi người à, lần trước tới đây không thấy luôn á. Lần trước tới đây có mà mình không có cuốc, cho nên là để như vậy nè. Mà cái nhà nó lấp nữa nên là không để ý. Đúng rồi, xin dân làng cái chậu hoa luôn. Trời, cái dân làng người ta vô chôm hết đồ. Ok, thì tập sau mình sẽ ở cái khu rừng slam này để mà farm slam. Trời ơi, khu rừng spa mà mình kêu khu rừng slam các bạn à. Chán mình ghê chứ. Ô, ông này cũng học trao đổi đất sét này. Làm giàu không khó các bạn à. Nhà để đất sét để làm gì? Tiếp tục lấy một viên emerald. Mà không cần phải tốn công sức các bạn ơi. Vãi nồi mình thiệt. À, dân làng có bò, hiểu luôn. Dân làng để bò cho mình đem mình nuôi á mọi người. Đây, thế là tập này mình kết thúc tại đây nha mọi người. Tập sau thì mình sẽ tiêu diệt slam để mà lấy bột slam làm dây dắt động vật về nuôi. Là tập sau mình sẽ trang trải mọi người. Rồi sẽ trang trải xong mình còn dư thời gian á thì mình sẽ đi tìm thêm axolotl nha. Tại vì mình không muốn nuôi một con axolotl rồi xây chuồng cho nó thì nó kỳ lắm. Mình muốn nuôi hai con xây chuồng rồi sinh sản nó. Các bạn thấy sao? Rồi đừng quên để lại cho mình một like cũng như comment phía dưới là fan gas để mình thắt tim. Và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Bye bye.